Triển lãm trưng bày 400 bức ảnh với nội dung về thành tựu, dấu ấn Phật sự của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh với 11 mảng hoạt động: hành chính giáo hội, tăng sự, nghi lễ, giáo dục Phật giáo, văn hóa, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, đối ngoại, hoạt động của báo Giác Ngộ và những ngôi chùa tiêu biểu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để nhìn lại chặng đường hoạt động của Phật giáo thành phố trong suốt 40 năm qua. Mục đích của kỳ triển lãm này là điểm lại những thành quả Phật sự mà giáo hội đã đạt được trong 40 năm qua, và qua đó bày tỏ niềm biết ơn các bậc tiền tổ trong những giai đoạn khó khăn đã đứng ra xây dựng ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam để tăng ni Phật tử Việt Nam nói chung và Phật tử tăng ni Thành phố Hồ Chí Minh có nơi tu tập, và nguyện tiếp bước trên con đường của quý ngài xây dựng, củng cố và phát triển ngôi nhà chung giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngay trong ngày đầu khai mạc triển lãm, rất đông chư tôn đức, tăng ni, Phật tử đã tham quan triển lãm. Tự hào, hạnh phúc, đó là cảm xúc của tất cả mọi người khi đến đây. Thật sự là rất là vinh dự và may mắn khi Ngộ Trí Đức có dịp đến tham quan buổi triển lãm, đến đây để có thể thưởng lãm những cái bức tranh rất là đẹp và nghệ thuật, và cũng như là mang tính thời sự rất là cao, để có thể thông qua đây lan tỏa được những cái giáo lý và những cái giá trị rất là thiết thực của Phật giáo về phương diện dấn thân phụng sự và phục vụ cho cộng đồng. Khi coi về cái hoằng pháp hướng dẫn của Phật tử, đó là một cái trách nhiệm thiêng liêng cao cả của người xuất gia dẫn người tại gia. Chúng ta phải là những cánh tay nối dài để cái hương từ giải thoát của Đức Phật được lan tỏa khắp muôn phương. Triển lãm ảnh diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10 từ ngày 12 đến 18 tháng 6.